Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại chúng ta bước vào cái set thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền hơi nặng giữa hai đội bóng đến từ trường Vị Thanh và ngân hàng Sacombank. Đây là cái giải trong khuôn khổ bóng chuyền hơi nặng. Chào mừng kỷ niệm 75 quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn vị đăng cai tổ chức là phường 3, thành phố Vị Thanh. Bóng trong sân, điểm cho Vị Thanh 1-0. Hát bóng không qua lưới, điểm cho ngân hàng Sacombank 2-1. Bàn thắng rất là vui nhộn. Để cho có khi về Vị Thanh. Điểm cho Sacombank 3-2. Ngoài sân điểm cho Vị Thanh 3-0. Điểm cho Vị Thanh 4-3. Bóng ngoài sân. Điểm cho Vị Thanh 5-3. Bóng không qua lưới, điểm cho Sacombank 3-4-5. Thank you.
Sân điểm cho Sacombank 5 điều. Bóng tốt điểm cho Sacombank 6 năm. Bóng không qua lưới, điểm cho Vi Thanh 6 điều. Tiếp tục bóng không qua lưới, điểm cho Vi Thanh 7-6. Tiếp tục là Vi Thanh giao bóng. Điểm cho Vi Thanh 8-6. Bóng ngoài sân, điểm cho Vi Thanh 9-6. Bóng không qua lưới, điểm cho Vi Thanh 10-6. Tiếp tục điểm cho Vi Thanh 11-6. Điểm cho Sacombank 7-11. Bóng không vào lưới, điểm cho Vi Thanh 12-7.
vị Thanh 13-7 lưới được không? Bà ơi, điểm cho Sacombank 8-13. Bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 10-4-8. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Điểm cho Sacombank 9-14. Giao bóng thông qua lưới, điểm cho Vị Thanh 16-9. 15-9. Chính bóng, điểm cho Sacombank 10-15. Bóng ngoài, điểm cho Sacombank 11-15. Bóng không qua lưới, điểm cho Sacombank 12-15. Bóng không qua lưới, điểm cho Vị Thanh 16-12. Thank you.
điểm cho Saturman 13, 16. Bóng trong sân, điểm cho Thị Thanh 17, 13. Tiếp tục điểm cho Thị Thanh 18, 13. Điểm cho Vị Thanh 19-13. Mặc dù té mà cũng ăn điểm. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 20-13. Còn một điểm. Kết thúc set 3. Kết thúc set 2. Thanh thắng liên tiếp và giành giải nhất trận chung kết. Chúc mừng đội bóng nữ đứng chị hơi của trường cấp 3 Vị Thanh.